Đời lâu nhất tại nước Đức. Bước sang năm 2014 thì Eva đã tròn 90 tuổi. Triển lãm này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 năm 1924 với trọng tâm là công nghệ phát thanh và vô tuyến. Từ thời đó thì nó đã thu hút đến 242 đơn vị tham gia với 180.000 khách tham quan trong một diện tích lên tới 7.000 m². Trong chiến tranh thế giới thứ hai thì sự kiện này đã có một quãng thời gian bị gián đoạn trong 9 năm, kể từ năm 1940 đến 1949 và sau đó quay lại vào năm 50 và kể từ đó trở thành nơi trình diễn những công nghệ đa phương tiện mới nhất. Năm ngoái thì Eva chào đón tới 1.500 đơn vị tham gia triển lãm và phục vụ 240.000 lượt khách tham quan, trong đó có 46.000 khách nước ngoài. Eva năm nay thì được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9. Vậy thì các hãng công nghệ đã có những chuẩn bị gì cho sự kiện công nghệ thường niên này? Chúng ta sẽ ngay bây giờ đến với nhân vật đầu tiên và là nhân vật có thể xem là phủ bóng lớn nhất ở sự kiện Eva trong những năm gần đây, đó là Samsung. Màn ra mắt hoành tráng nhất và trước cả Eva đương nhiên sẽ thuộc về dòng Galaxy Note, và cụ thể ở đây là Note 4. Hình hài của chiếc phablet này thì được chờ đợi là sẽ loại bỏ thiết kế hoàn toàn bằng nhựa trước đây để nhường chỗ cho bộ khung nhôm, gợi nhớ đến Alpha. Các thông số kỹ thuật thì đều sẽ được dạng khủng nhất hiện nay như là màn hình 2K, bộ xử lý 64 bit. Một trang web ở Indonesia thì còn đã đề giá đặt hàng trước là 17,2 triệu đồng Việt Nam. Chi tiết về Note 4 thì sẽ còn tiếp tục được cập nhật ở những SAD tiếp theo. Bên cạnh đó thì Samsung còn được cho là sẽ ra mắt một đồng hồ thông minh mới có tên là Gear Solo, được cho là một sản phẩm trang bị sẵn khe cắm SIM, vì thế có thể gọi điện và nhắn tin mà không cần dùng đến điện thoại. Dù vậy, thời lượng pin sẽ là thách thức đối với sản phẩm như thế này. Và có vẻ như là Samsung sẽ tiếp tục chọn Tizen làm hệ điều hành cho đồng hồ thay vì nền tảng Android Wear, tỏ ra khá cứng rắn khi không cho phép tùy chỉnh nhiều. Cuối cùng thì Samsung có thể sẽ còn cho ra một phụ kiện nữa dành cho các máy Galaxy là kính thực tế ảo Gear VR. Với sự hợp tác cùng hãng Oculus thì Gear VR cho khả năng nhìn thấy những hình ảnh dù là ảo nhưng chuyển động và ăn khớp với hình ảnh thực tế. Samsung thì cũng đã để lộ ra ứng dụng quản lý Gear VR chạy trên máy Galaxy. Như vậy thì đây có thể xem là một sản phẩm sẽ có thật. Tuy nhiên thì Note 4 không phải là sản phẩm duy nhất đáng chú ý ở IFA 2014. Dựa vào những dò rỉ cũng như là chúng ta đã biết về vòng đời cập nhật các sản phẩm của Sony, đó là ở các sự kiện lớn ở đầu và cuối năm thì sẽ ra mắt hai sản phẩm, thì chúng ta có thể thấy rằng là Sony đã rất sẵn sàng để cho ra đời Xperia Z3 và một sản phẩm nhỏ hơn nữa là Z3 Compact ở IFA. Sony sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu trước thềm IFA, chính xác là vào 16 giờ 15 phút ngày 3 tháng 9 theo giờ Berlin. Chiếc điện thoại đầu bảng mới của hãng thì sẽ không đi theo trào lưu màn hình 2K Quad HD mà LG hay Samsung đang theo đuổi, mà nó sẽ tương đồng với Xperia Z2 ở cả ngoại hình cũng như là ở cấu hình. Z3 thì vẫn sẽ có một màn hình Full HD là 5,2 inch với camera 20,7 megapixel và mức RAM 3GB. Khác biệt rõ rệt nhất qua những thông số bị lộ là bộ xử lý thì được tăng tốc từ 2,3 lên 2,4 GHz, và một điều khó hiểu ở đây là vẫn là dòng Snapdragon 801 có 4 lõi xử lý. Nếu như chỉ là vậy thì Sony đang tỏ ra khá nóng vội khi chưa gì đã từ bỏ một sản phẩm cũ. Hy vọng là hãng sẽ còn giữ lại thứ gì đó đặc biệt mà chúng ta còn chưa được biết ở Z3. Ngoài ra thì phiên bản thu nhỏ Z3 Compact thì vẫn sẽ giữ một thói quen tương đối hay của Sony là tạo ra một lựa chọn thay thế nhỏ hơn với màn hình chỉ 4,5 inch nhưng không tinh giảm cấu hình và sức mạnh bên trong. Ngoài ra thì một tài liệu chính thức từ Sony còn đề cập đến một máy tính bảng khác có tên là Xperia Z3 Compact. Nó sẽ nhỏ hơn so với chiếc tablet Z2 hiện tại. Chính vì thế mà người ta hoàn toàn có thể chờ đợi và một sản phẩm mới gần như có thể xem là phiên bản Wi-Fi của chiếc phablet Z Ultra. LG thì cũng sẽ có hàng loạt sản phẩm mới được giới thiệu trong lần trở lại lần này. Cách đây một vài ngày thì hãng cũng đã công bố hai chiếc điện thoại di động tầm trung mà chắc chắn họ sẽ đem tới sự kiện IFA năm nay. Hai máy tầm trung và có một máy tầm thấp nữa của LG là L Fino và L Bello. Hai máy này đều có ngoại hình cao cấp giống như G3. Đây được xem là những thay thế đầy mạnh mẽ cho những chiếc smartphone giá cao và hướng đến các thị trường đang nổi. Cả hai máy thì đều có hàng nút bấm ở mặt sau, trông có vẻ cao cấp tương tự như G3, cùng camera lên đến 8 chấm với phần mềm camera của LG thì hứa hẹn cho tốc độ chụp nhanh và ra hình ảnh có thể được xem là đẹp ở mức giá. Ngoài ra thì còn một số tính năng độc đáo khác như là gõ lên màn hình để mở khóa, lock code, hay là tương thích với cả ốp Quick Circle đục lỗ tròn. Bộ đôi này thì đều được trang bị bộ xử lý lõi tứ, RAM 1GB và chạy Android KitKat. Và nó đều được hỗ trợ 3G, bán ra ở khu vực Mỹ Latin cùng một số nước ở châu Âu và châu Á.
LG thì còn một phiên bản G3 Prime cao cấp hơn nữa. Có thể thấy là nó sẽ tương tự với bản G3 dành cho thị trường Hàn Quốc là G3 LTE-A với chip Snapdragon 805, xung nhịp lên đến 2,7 GHz và mức RAM là 3 GB. Ngoài ra thì hãng còn chuẩn bị một chiếc G3 Stylus như đã bị lộ ở một đoạn video quảng cáo trước đó. Đây là một điện thoại G3 tầm trung với bộ xử lý lõi tứ 1,3 GB, RAM 1 GB, camera 8 chấm, màn hình Full HD 5,7 inch và quan trọng nhất là có trang bị bút cảm ứng. Bên cạnh đó thì LG còn được cho biết là sẽ tiếp tục cho ra đời một mẫu đồng hồ thông minh nữa là G-Watch thế hệ thứ 2. Như vậy là chỉ 2 tháng sau màn chào sân của chiếc G-Watch chạy Android Wear đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một mẫu đồng hồ thông minh nữa của LG ra mắt tại IFA. Đồng hồ thông minh G-Watch thế hệ 2 thì sẽ có màn hình AMOLED. Như vậy thì nó sẽ cho màu đen sâu hơn và tiết kiệm pin hơn. Và những chú ý tiếp theo thì đến từ thương hiệu Nokia của Microsoft. Cùng với sự xuất hiện của chiếc HTC One M8 dành cho Windows thì giải sản phẩm trung cấp của Microsoft thì sẽ tiếp tục được lấp đầy bởi Nokia, bởi hãng sẽ mang đến cho IFA lần này hai sản phẩm là Lumia 730 và 830. Đây dự kiến sẽ là các sản phẩm lên kệ rất sớm sau khi được công bố và sẽ giúp thúc đẩy giải sản phẩm tầm trung của Microsoft hiện đã có những máy với tuổi đời tương đối là lâu. Trong thư mời, Nokia có để hình của một ống kính máy ảnh. Sau đó, khả năng chụp ảnh sẽ tiếp tục là điểm nhấn của mẫu máy mới. Lumia 830, theo các tin đồn thì sẽ là một điện thoại trung cấp đầu tiên được trang bị camera Pure View với độ phân giải lên tới 20MP cùng với một camera trước rất ổn. Máy thì còn có màn hình HD 720p với kích thước là 4,5 inch. Còn Lumia 730 thì cũng không hề kém cạnh. Nó còn có màn hình to hơn 0,2 inch so với Lumia 830, có hai camera sau và trước, lần lượt là độ phân giải là 6,7 và 5MP cùng với bộ xử lý Snapdragon 800 và mức RAM 1GB. Cả hai thì đều sẽ chạy phiên bản Windows Phone 8.1 update ngay từ khi khui hộp. Và theo các bức ảnh mới nhất thì Lumia 830 sẽ còn có những màu sắc rất nổi như là xanh lá mạ hay màu cam neon giống như ở 930. Và có một sản phẩm khác, mặc dù chắc chắn là sẽ không bao giờ đến với IFA bởi hãng này không bao giờ có truyền thống tham gia vào bất kỳ một sự kiện công nghệ nào không phải của riêng mình. Tuy nhiên thì nó vẫn là một trong số những tâm điểm chú ý, đó là vào ngày 9 tháng 9 thì chúng ta sẽ chào đón thế hệ iPhone mới. Năm nay iPhone thì còn được chờ đợi hơn cả bởi nó mang đến nhiều thay đổi có tính bước ngoặt đối với toàn bộ thế hệ điện thoại này. iPhone mới từ nhiều tháng nay thì đã bị cho là sẽ có hai phiên bản, một bản nhỏ hơn với kích thước là 4,7 inch và một bản Fab Black có kích thước màn hình là 5,5 inch. Các hình ảnh thì cũng thường xuyên đưa ra bằng chứng để khẳng định cho nhận định này, như là bức hình được lấy từ nhà máy đang sản xuất iPhone 6 tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì có thể sẽ có một khoảng trễ trong việc phát hành hai phiên bản do một số vấn đề về nguồn cung, và đặc biệt là hiện tại theo một số báo cáo thì màn hình của iPhone 6 đang gặp một số vấn đề về chất lượng. iPhone 6 còn được dự đoán là sẽ dùng màn hình với lớp kính tinh thể sapphire cho độ bền cao và cho cảm giác cao cấp, đắt tiền. Và màn hình này sẽ vẫn được gọi là Retina với độ phân giải được nâng lên thành là 1472x828, áp dụng cho cả hai phiên bản to và nhỏ. Như vậy thì mẫu 4,7 inch trong một độ điểm ảnh là 359,34 ppi, còn mẫu 5,5 inch thì có mật độ chỉ đạt là 307,07 inch, khá thấp so với mặt bằng chung hiện nay. Các chi tiết tiếp theo về iPhone mới thì sẽ còn được update tiếp tục cập nhật. Vừa rồi chúng ta mới chỉ điểm qua những chi tiết rất cơ bản và sơ bộ về những gì mà chúng ta nên chờ đợi ở tháng 9. Những điều thú vị thì vẫn sẽ còn chờ đợi và chúng ta chỉ còn khoảng một vài ngày nữa thôi là sẽ đến với tháng 9 và sẽ đến với khoảng thời gian cao điểm nhất của nửa cuối năm trên thị trường di động. Hẹn gặp lại ở những update tiếp theo với những cập nhật hơn nữa về Galaxy Note 4 và iPhone 6 cũng như là về toàn bộ sự kiện IFA 2014.